Hello, xin chào ngày mới mọi người nha. Trong lúc chờ đợi nhà phát hành Việt Nam tung ra con game mới thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm con game có tên là Tales of Arise. Con game này thì là dung lượng của nó khá là lớn, lên đến tận 45GB rồi các bạn ạ. Với lại cái giá tiền để mua full con game này cũng rất là lớn luôn. Cho nên mình sẽ tải cái bản demo thôi. Thực sự là máy mình cũng không cân được, với lại giá tiền cũng hơi cao. Đấy, có hai cái vấn đề rất là lớn. Ok, mình thử vào con này xem nhé. Đây là một con game phiêu lưu giả tưởng chặt chém đập vai các kiểu các bạn ạ. Nó lấy cái bối cảnh viễn tưởng kiểu fantasy. Camera này, long quốc này. Đây rồi, con đây nhìn nhân vật này đẹp chưa? Úi trời ơi. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 7 nhân vật các bạn ạ. Đô hai im. No. Em có xem á. Đây này, đây là một trong hai nhân vật chính mà khi nãy mình đọc ở cái phần cốt truyện các bạn ạ. Bối cảnh xảy ra ở hai cái vương quốc, một cái vương quốc thì là cái công nghệ nó lên đến mức tối tân, một cái vương quốc thì vẫn ở thời kỳ trung cổ. Thế nên là cái hai vương quốc này bắt đầu canh két nhau. Vương quốc có cái nền công nghệ cao hơn muốn thôn tính cái vương quốc còn lại để thu phục làm nô lệ của mình. Thì ở những cái vương quốc cúi bắp hơn một chút ấy. Thì họ lại không muốn như thế, họ muốn giữ nguyên. Đây mình có rất là nhiều nhân vật luôn. Hát cho anh em chơi nhá. Nhân vật này giống cái gì nhỉ? Leona trong Liên Minh Huyền Thoại. Con này thì giống kiểu Tôn Ngộ Không ấy. Đô hai y mình cả. Chọn nhân vật này con này. Nhìn rất là ngầu lòi luôn. Bản thử nghiệm này có dung lượng vào tầm khoảng gần 4GB các bạn ạ. Máy mình cân được. Còn dung lượng toàn bộ game là tận 45GB thì thực sự là nó quá nặng. Nó máy mình chơi không được. Wow. Trời ơi, chúng ta đều xem đấy à, bắt đầu vào chương 1 thì phải. Land of Well, off we go. Wow. Đây các bạn có thể xem nha, phần đồ họa của game đây. Mover camera anh em có thể dùng nút trên xuống trái phải đây, dash jump nhảy này. Rồi anh em đang trải nghiệm một game này. Ui trời ơi. Mèng ơi đẹp chưa? Con game này sẽ có khả năng cạnh tranh với con game Genshin Impact mất. Chất vãi lúa luôn các bạn. Ok, anh em sẽ cần đi theo con đường này. Ở đây có mấy con lợn lòi. Mà con lợn lòi nhìn về khủng bố phết các bạn. Just great. Right. Nào, get more vị. Ở đây là cái phần hướng dẫn này các bạn ơi. Coupon này. Alex HP này là Scomparac điểm HP ở dưới này. Bot attack thì như là 1, 2, 3, 4 được chuyển sang những cái class khác. Như vậy là 4 cái class ra trận cùng lúc cơ, 4 nhân vật cơ. À ok, mò mò tí trong thì cũng chả biết chơi. Ui FRE Nhanh nha. Don't be careless. Don't kill me. Wow, sợ là game nó hơi giật các bạn. Lên em ơi, quay không? Nó nhỏ gì luôn. Woohoo, kỹ năng đẹp quá. Đây, hay như phải đổi sang những vật khác đây. Nó quay hỗ trợ luôn các bạn. Nó sắp kẹo rồi. Cái gì đây? Nó bố anh có thể sử dụng thêm những cái nhân vật khác nữa. 15 hit 956 đam. À đây kỹ năng hợp kích các bạn ạ. Trời ơi Farmer Sweet. Nhìn hoa cả mắt luôn. Chắc thấy cái kẹo gì luôn. Great.
Nành quá. Let's refrain from losing. Rồi, chúng ta lại trang bị thêm một cái cây gậy thì phải. Ủa, ở đây có một cái điểm sáng, các bạn không biết là cái mẹo gì đây. Should this really be here? Apple gel. Kia lại có hai con, ba con các bạn. Gì đấy? Mấy cả lúa em có làm gì đâu? Oh. À, đây là phần cốt truyện các bạn. When you're... Oh. Mọi người bấm vào nút Ctrl để tìm ra phần gọi cốt truyện nhé. Thì nó không có tiếng Việt đâu. Nhìn có đích à. Bỏ bấm tí của gì cũng ra. Hey Rinwell. Yeah, it takes... What happens is... Then what's I have... happened? Yeah, once I... So... Lẹ em ơi. Mà nó không có... cái gì trong mình thì mình đem hai con kia luôn. Bỏ nhập luôn các bạn ạ. Đây rồi. Gọi đồng đội ra con ơi. Đâu. Quá cả mắt luôn. Sổ rồi con game này. Mẹ sư phần con bò nó đẹp thế. Chất bãi luôn đó các bạn ơi. Đấy, mình có thể sử dụng phần combo này nhá. Thực sự là mình cũng mới chơi con game này chưa biết phần combo nào cho nó hợp lý được. Mình tưởng giống kiểu Genshin Impact, anh em chỉ điều khiển là một nhân vật thôi, nhưng mà đây mình có thể điều khiển thêm 3-4 nhân vật nữa này thì sẽ rất là khó. Mọi người sẽ cần phải tính toán thật kỹ thêm cái thời điểm ra vào của những cái nhân vật. Trời ơi, thực sự là quá đẹp. À, con game này thì cách xanh như Genshin Impact là chắc chắn rồi. Hẹo chưa? Chưa hẹo à? Âm nhạc cũng rất là hay các bạn ạ. No complaints from me. Wow. Một vài mil. Mini. Cái này chắc là để nâng cấp vũ khí các bạn ạ. Ok, nghe đi xuống dưới này nhé. Kinh dị thật. Game này. Charles Highway. Highway gì đây, đây nào. Nói chung là mép biết tiếng Anh, nhìn lúc cũng nhục. Đây, ngôi làng của chúng ta đây, Charissa Highway. What? Right. Got it. Come on guys, we've got lots to do. We still have to do. Oh, trên này còn đấm này các bạn ơi. Không để lên được à, trời ơi. Correct. Ở kia mấy cái mỗi. Trời ơi, vừa gặp con gì đây ta? Nhìn lạ hoắc quá. Các bạn nhìn hệ thống quái vật của nó này, chất vãi lúa chưa? Má. Lên thịt nó em ơi, lên thịt nó luôn. Gọi đồng đội luôn. Mình cũng biết combo cái gì đâu, quất cái gì quất luôn. Ôi, đâu em ơi? Bái dưới hồ, lên em ơi, lên luôn. Uầy, có một class cầm súng luôn các bạn. Thế giới này có vẻ như là đầy đủ phép đấy. Xui ôi, quả cầm kiếm này. Lên em ơi. Không bao loạn hết cả lên. Đây rồi, 17 kill. Nó mới được nào một lần luôn. 3 rồi, đi số 1. Wow, quả cầm khiên này mà nó biến cái khiên thành cái thanh gươm luôn. Thanh gươm ánh sáng luôn, nó xong rồi chém luôn các bạn. Cả lúa. Nó cũng là nhìn ghét này. I extend my thanks to the lad. Dập nó luôn các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta không cần trang bị đồ đạc gì cả. Đến đấy là đồng đội của chúng ta gấp tự xong rồi tấn công các bạn ạ. Hơ,
hơi giật tí còn thông cảm nhé. Nhục vách các trưởng luôn. Wow, đúng là game đáng được từng bắt gặp thôi. Con này có giáp cứng thế nhở, quánh mãi không thấy sinh nhân được rồi. Ơ hình như mình bị trúng đòn hay sao ấy. Hai mươi sáu hit, 28 hit. Đây rồi, ăn của gươm luôn. Wow, sợ rồi. 4-4-4-4, đúng rồi. Wow, đánh đấm mã nhãn thật kinh dị thật trong game này. Hay ho vãi trưởng. Lên em ơi. Một kill. Opposite Blade. Nhạc hay, game hay, cuốn vãi cả trường luôn. Đã ma thật. Giờ tiếp bây giờ. Rồi mình lại hẹo bây giờ. Ơ mình đang đi từ hướng nào ấy nhỉ? Méo mất đi hướng nào rồi các bạn ạ? Đây đi vào hướng này, sao hướng này sao được. Wow, Kisara. Má của bọn này. You're talking about my shield, right? Ôi dồi, phải vật đồng thế. Nhân vật của chúng ta thì không có kiểu Star Mania sẽ sức chạy cho các bạn, chạy ấm ấm. Ôi dồi, bạn nhìn hệ thống con vật của nó. Đấy, vui phép đấy. Wow, bọn này nãy có những gì. Đây, chúng ta sẽ đến một cái phần tòa lâu đài. Trang phục rất là đẹp luôn. Game đỉnh. I don't sense any more enemies. Giá như là có tiếng Việt chứ. Hello, có gì ăn ở đây không? Có con bò này. Cho xin ít sữa. Uh-huh. Còn lợn lợn này lại còn lai lai thỏ sao các bạn nhìn cái tai nó nhìn trông. Ok, một tòa lâu đài rất là nguy nga trắng lệ luôn. Chúng ta đến nơi rồi. Trời ơi. Hello baby. Đã khá lâu rồi không gặp nhau rồi. Anh đang làm gì đấy? That's unfortunate. Chúng ta nói chuyện rất là nhanh luôn. Dường như chỉ cần nhìn mắt nhau là đã hiểu được ý rồi, không cần phải nói chuyện. Sao đó. Ok. Ok baby. Chúng ta phải giết con gì đấy? Jesus Terispan. M. Đây đây đây, chúng ta đến cái địa điểm này các bạn. M là map các bạn nhé. M sao vào được cái thành này? Các bạn nhìn thành đồ họa của nó làm kinh dị thật. Mà cửa đó mà đấy nhỉ? À anh đến điểm này cái con này. Đến tận điểm này cơ. Talisman này cái này cơ. Đây đến tận điểm này. Ok quay trở lại thịt tiếp với các bạn trên dưới kia đi. Không có điểm là để dịch chuyển nhanh à? Giống như Genshin Impact có mấy cái điểm dịch chuyển nhanh ngày xưa. Chơi mà ngày xưa mới chơi Genshin không biết dịch chuyển chạy bo. Chạy hết bản đồ về sao mới biết. À là có mấy cái điểm dịch chuyển. Được vãi lúa các bạn ạ. Đẹp kinh hồn luôn trong game này. Ngoài này là nhiều bọn yêu quái lắm các bạn ạ. Đà thì có thịt chết. Rồi ok không sao nha. Đi chạy. Không biết tên trên đấy vậy. Và bắt một đống luôn các bạn ạ. Anh em ra sân chúng ta ra sẽ tập nguyên liệu các thứ là bị nó thịt ngay đấy. Đùa đâu. Almost time for my evening cup of tea. You haven't left all of your lordliness in the past. Chạy đường nào đấy nhỉ? À, chạy đây. Chạy đây trên này các bạn. Đây là trên này rồi. Hello, I'm here. Quả này nhìn giống trong phim One Pie đấy. Đây rồi, chúng ta đã đến địa điểm này rồi. Thanesme.
Something feels odd here. Be on your guard. Bạn nhìn cái quả rồng này. Mà kia không phải là rồng nữa mà kiểu con bọ ngựa các bạn ạ, bọ ngựa nhưng mà nó được make up, nó được tân trang lên một cách rất man trưởng luôn. Anh em thịt con này chăng? All we have to do is get rid of that thing, right? Thịt nó luôn. Mình trông ghê gớm vậy. Rồi, lao bèm nó đi anh em ơi. Con méo gì đây? Một con bọ ngựa nhưng được bắt đắp các kiểu vậy. Phải giữ hổ lên em ạ. À. Lên luôn em ơi. Nó 78.000 máu các bạn ạ. 78.000 máu cơ. Mẹ không biết đường nào mình đâm quất. Hình như nhân vật của ta hẹo rồi. Có một tìm vào đây không các bạn ơi? Đây rồi, hồi máu đây rồi. 70 mấy nghìn máu lên. Bắn bây giờ mới chết các bạn ơi. Đâu rồi, quá. Ba. Đây rồi, lên em ơi, lên bốn luôn. Một kill. Còn phải one hit, one kill đúng. Đó, còn 62k máu các bạn. Đấy là luôn. Cái gì vậy? Lên em ơi, lên luôn. Woohoo! Tornadoes. Ừ, nói chung là bắn nhau loạn hết cả lên rồi. Mấy cái kill nào, nữa các bạn. Né. Mình còn có một tí máu thôi. Hình như nó chỉ tấn công vào mình hay sao các bạn ạ. Đấy, biết ngay mà. Đợt bọn đi cùng chẳng thấy nó tấn công gì cả. Hồi máu cho em đi. Em hết máu rồi, hồi máu cho em một cái. Hồi máu cho em một cái đi em ơi. Khổ cân. Phiêu. Giống con gì nhỉ? Katinin các bạn. Rồi ép. Đây rồi, hợp chưa? Trời ơi. Ôi, hai nhân vật kia của chúng ta cũng sắp hẹo rồi các bạn ơi. Nó còn 37k máu thôi. Đánh hết nó được nửa cây máu rồi. Nhưng mà của chúng ta thì vẫn nằm đấy. Không lấy dậy được à. Trời ơi, không lấy bút máu cho nó à. Không được các bạn ạ. Trận chiến này có vẻ không cân sức và chúng ta đang lép vế. Dường như là cái phần combo của mình đã không còn hiệu quả nữa rồi. Ôi, chỉ còn mỗi Kistana thôi. Mà đúng là chúng ta đã thất bại. À, nó đẻ thêm mấy con ong bên cạnh này. Con mắc dịch này. Đập nó chỉ được tầm khoảng 60% máu thôi các bạn. Chúng ta đã nằm. Mình tưởng được không đưa khôi máu chứ. Tất cả chúng ta đã khẹo. No rest for the wicked. That's it. I always hear what? No, are you what? I use all scare. Kind. Wait. Or you can may lightning condemn them. Không tiếng Việt nào thật tiếc là như vậy. Mà bên nó nữa không nhỉ? Ok, mình sẽ xin kết thúc video đấy nhé các bạn ơi. Một con game rất là hay, rất là tuyệt vời cho mọi người chơi và trải nghiệm nhé. Con game này trên PC các bạn nhé, không phải trên Android đâu. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.